Rồi rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi rồi cảm ơn chị. Rồi chị ở đâu chị Phượng? À chị Phượng ở Cà Mau á. Dạ vậy em chúc chị Phượng năm mới được nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha chị Phượng ơi. Rồi rồi em cảm ơn chị Phượng nhiều nha. Dạ dạ em cảm ơn chị Phượng. Dạ 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 em chào chị nha. Dạ dạ. Chào các bạn nha các bạn. Chào các bạn nha. Hello các bạn nha, hôm nay là có kèo thơm cho mấy tụi ông nữa rồi. Hồi tối á mình có một cái suy nghĩ, ý định ra một cái màn tròn để quất ông sàm đem phát nha bạn, cực kỳ hay luôn đó. Sớm hôm nay là mình đã chuẩn bị món quà bí ẩn nè các bạn. Cái này là để hồi dành cho ông sàm nha. Hôm nay hai ông không có phần. Đủ tất phần luôn rồi. Giờ sáng là mình nhắn tin mình có gọi điện kêu ông Lùng là nhờ chị ông Lùng để mà hồi trợ giúp anh em thêm một phát nữa để mà có chị ông Lùng ông sàm mới hay mới tin được. Có dặn chưa ông Lùng? Kỹ chưa? Kỹ chưa? Khó gàng chưa? Nó cái thằng cho này hơi bị tinh vi nha bạn. Các bạn muốn biết gì các bạn không chờ một xíu sẽ biết nha bạn. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay đợi ông sàm ra và mình sẽ quất ông các bạn. Mình sẽ đưa cái phần quà bí ẩn này cho các ông các bạn. Rồi các bạn nhớ đón xem cái màn cho này cực kỳ hấp dẫn của anh em tụi mình nha. A few moments later. Ok các bạn, giờ mình đã đặt xong máy quay nha bạn. Anh em chắc là ok đâu. Sắp xếp lại gọn gàng. Một hồi lâu hồ này mà nói đây có cái là quà luôn. Phải nói là cá mập đu chuẩn bị ra. Thôi nằm ơi. Bê anh em ơi. Chờ lạnh hai. Chờ trong hai đêm nay sáng trăng. Sao nào? Ông trời làm gió đẩy con hiền sang bên người ta. Chị đi hát đi trời. Có mùi sưng dưới trời. Vợ con mà cơm nước xong cái ngủ đừng dắt là ba mừng rồi. Chỉ thế thôi. Cuộc sống này chỉ thế thôi. Đúng bánh hả? Em vui đâu quá trời. Bánh chút gái thì nó chạy. Bữa nào bữa vậy tới ông là xin bánh đâu nữa. Mình gạo hết luôn. Khoảng sau đó nó ị hoài em thèm nha. Cái này chú ị của nó mà. Nó cái nhậu nó đáng ịnh đâu á. Đức ông bé là ông mở không có đau đâu sợ. Ôi ê ê ê. Chung vui đi. Thôi ông Sạp. Nước đại ca. Sáng qua nói nè nữa. Bình nước. Có quả đồng. Quả gì nước. Có. Đủ. Gì vậy? Dạ. Chào. Dạ ông con. Sáng sớm có bà chị gì? Bà chị Phượng. Gì? Bà phải nè, ông mới lại tới nhà tôi mới đưa cái này cho ông nè, tôi có biết gì đâu, mới nói rụt vét gì của ông nè. Bà phải nè, ông mà bà không biết nhà ông, cái bà tự nhiên bà đi vô nè, tôi mới đưa, mới nói đưa giùm cho ông đi, rồi bà đưa số điện thoại tôi, có gì hồi ông gọi lại cho bà nói chuyện gì đó. Ủa, đồ quét hả? Ừ, bà nói tặng ông, bà nói hôm bộ ông 3, 4 năm nay bà tiếp ông đó. Tôi ăn đi kìa. Ủa, bà đưa tôi nè, tôi giờ tôi có biết đâu, tôi biết đưa cho ông thôi. Có biết gì mà nhắn kêu cô. Ai biết, bà lại tới nhà tôi rồi, chắc lẽ tôi nói tôi không nhận lấy cái gì là làm. Không nhậu biết, sao mà không mở em coi mà nhận cái trời luôn. Ủa, không, nhận leo, nhận lẽ bà đưa cho ông, bà nói quà của ông. Bây giờ chắc lẽ tôi mở chiếc mặt hả luôn. Mày coi gì trong đó chứ đậu. Bà nói đồ vét cho ông, bà nói hầm bộ. Quét cái tiền tôi nói, tao mà đồ vét đâu, mà đồ vét. Đồ vét đâu, đồ vét đâu, đồ vét. Tại sao tao tặng nhận đi mà. Ừ, lộn với ông, quên hay không. Ủa, bà mới nói tặng cho mình ông, bây giờ tôi mới quê vậy. Trời ơi, trời. Bà nói mà tụt sức. Áo gì nè. Đó, trời đậu mẹ bà có đậu phú bà đưa bà tặng ông đó vô kèo hôm nữa trời ơi trời đậu trong chợ 4 ngàn tặng mình ông quyết dữ ta không phải vậy thôi trời mới bắt đầu đậu không đâu mà tặng mình ông trời trời cái gì thèm nha còn quét gì cho ai tết gì đó cái tướng sao tụi nó quét quét gì nè ai biết đâu bà nói đúng thì nó tụi la lắm trời đậu nói gì nè sao vui nhân đâu có quà trời tôi đang thôi tao chỉ nè em nha tao chỉ tiễn quánh nữa tôi đang làm chị vô nhà thấy
Tao không được, không có mà nữa. Ghê trời. Tao với mày đâu. Trời. Tao tụi đang nước trong nhà thấy ai đứng dưới cổng tụi ra tụi hỏi. Tụi mày tụi mụm mỉm rồi nè. Em mặc trong cổng rồi sao. Mà tao đâu có quét quét. Tao mặc đồ áo gì rồi quét thiệp nha. Không mặc đi dạ hội chơi bậy bạ vậy thôi. Tao không mặc hôm trời. Mày giống mày dạ hội chơi tao dạ hội thiệp nha. Đi. Đủ đủ đi con mẹ luôn trời. Đẹp quá. Con mẹ không anh. Chắc ta mến không có ơi. Hiếm. Dạ trời bà chạy rồi bình bịch kính mặt chân cái ba cái gì. Bà đây gì đem áo chống nắng gì đó bà nặt kính tôi heo mặt đâu. Trời khu bà đi. Phòng cái mặt nó hơi đẹp nè, bố áo như vậy. Chắc nó nhìn tướng chứ vậy. Ai ba chùm lại rồi sao bà cởi kìa. Người mà thấy đẹp đâu cô. Alo. Vậy vậy thấy xung quanh luôn trời. Tao quét tao chứ trời. Không không. Mấy đêm thôi tôi biết già. Phải đi. Tôi chỉ biết đưa chồng rồi đó. Hay lắm ông, hay lắm. Em muốn anh, em muốn hiểu anh cứ hoài. Em thèm đâu, không tao biết gì đâu á đụ nha. Con gì trời. Không, không, bác kia luôn số nữa, họ đưa trong gọi bác kìa. Gọi tao nữa hả? Nè, bây giờ không gọi bác nói chuyện trước đi. Ừ, đúng rồi. Dù bánh gì trời, ra, trời. Bộng, hôm nay mà ra được quà mà quét gì đi, đồ quét gì nữa trời. Tặng quà mà người ta đi ngồi mà không trời. Đồ quét là chị trời. Mẹ em nha. Ghế đi, rồi mua quà. Chị Phượng. Chị Phượng. Chị Phượng nó mới đó nghe trời. Chị Phượng em nhé. Yêu là. Ê, bữa nay được gặp hộp luôn trời. Thằng tôi là vô đưa cho quà cho ông rồi xong rồi gọi điện cho bà. Ừ. Chị nữa tôi ra mặt tử cho tem coi luôn vô. Được. Quét khẽ mà đủ. Bỏ lại bà tôi tao quét cú quá. Ông bằng người quét hơi bị xe luôn á. Vô kia bà xà mua đôi dài nữa. Ừ, đôi dài nữa. Ừ, đôi dài mới đúng nha. Phòng tướng tao bà quét tới bú luôn á. Đúng rồi. Mình sang đó mọi. Sang nè. Sang, biết rằng sang giống như là người ta bụng nhỏ, người ta bụng cứ già, mặt quét đẹp thế. Bà tôi nói nè. Ừ, hư đồ quét là cái này nhất đi. Ôi, ôi, ôi. Dạy mới học tôi quét. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ gọi bà ấy đi. Gọi bà ấy kìa, tao hỏi thăm kìa. Gọi đi, tao nói chuyện. Cảm ơn tại ơi. Trời tới chuyện vô bánh trời đâu. Không không gọi đâu vậy? Không được tặng quà đó bà già. Quét trời. Có fan thì điện thoại nói chuyện nghe coi sao nha. Ủa. Quá lo rồi nghe luôn. Mẫu tao quét trời quét. Vô bánh trời. Bạn vậy cái đi vậy nè. Quét. Trời ơi, hai nè. Ông vô đi, ông vô đi chút mà bà xã có biết là mà ông tới số không á. Ba nữ tặng bên cổng. Để tao điện thoại nó kìa. Đây, ba nghe máy. Ba quét ly vô, ông biết cách. Alo. Alo, chị Phượng ơi, chị Phượng. Rồi, à, để em đưa máy cho ông Sào nói chuyện chị Phượng ha. Dạ, alo. Làm anh làm. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ em cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ dạ cảm ơn chị, chúc chị gia đình nhiều sức khỏe nha chị. Rồi rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi rồi cảm ơn chị. Rồi chị ơi, chị ở đâu chị Phượng? Ở Cà Mau á. À chị Phượng ở Cà Mau á. Dạ vậy em chúc chị Phượng năm mới được nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha chị Phượng ơi. Rồi rồi em cảm ơn chị Phượng nhiều nha. Dạ dạ em cảm ơn chị Phượng. Dạ 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 em chào chị nha. Dạ dạ. Chú. 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 Chị nghe em nói bù dịu dàng dưới trời. Bây giờ thì người ta giống như là người ta mến mình thì người ta gửi tặng mình. Mình nếu mình không nhận thì bù lại. Mà ta nói khoác lại khoác từ Cà Mau lên mà không gặp được ông cứ đưa quà cho tôi rồi bỏ vậy tiếc thiệt chứ. Ờ, không, mày có quà gì mình có số thoại mà. Mày em biết vậy. Ừ. Quay quay gặp mặt luôn hoặc luôn. Mình có số thoại mốt có gì có gì là mình thôi bây giờ nè. Bây giờ đâu là phải đây. Mở cửa chứ. Dạ chính đây đây. Tập hợp tập hợp với chính. Cuộc đời tao từ đó giờ ha. Đúng đúng cầu cao đi. Đời tao từ đó giờ ha. Tao chưa bao giờ mà ước mơ hoặc mua đồ quét nó thiệt. Rồi vô kẹo. Tối nay tôi mua cho ông bao dài luôn. Không dạy đi. Tôi dạy thiệt. Khoan khoan. Trước khi buôn hộp á. Em muốn heo anh. Trời. Trời ơi, đủ bụng cái đứa quét trời. Bây giờ nó hư độ nhau làm gì thấy em á. Quét sao nhãn hiệu vậy? Tôi nghĩ này đắt tiền không nơi. Đắt có nhãn hiệu nè. Sao đồ quét sao nhãn hiệu á? Ai mà biết, cho đồ quét sao? Tôi nghĩ chắc cũng đắt tiền á. Đâu lắc mà thôi, lắc mà thôi. Từ từ. Nhãn hiệu á. Đủ, không thì đồ quét thôi. Bây giờ hư độ nha. Ha ha ha!
chừng hư đồ nha. Hư đồ nha. Hư đồ nha. Đủ không ra đủ đi chạy. Ra đủ đi chạy. Ra đủ đi chạy. Chị Phương gọi. Thôi dẹp đi đậu phộng á. Nè nghe mày. Chị Phương gọi. Ủa chị Phương gọi lại hả? Chị Phương. Cà Mau đó, quanh Cà Mau. Nè. Bây giờ mới lòi cái quần. Ừ. Đâu? Ủa đâu? Ủa đâu? Ừ. Ai đưa cho mày, đưa cho mày. Đúng. Cái này không phải đồ chơi đúng. Trời trời cái quần. Có quần, ê, sợ sổng đóng đi, sổng đóng đi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời lấy tiền trống xài đi ông nội. Bắt bo rồi kia. Ở đâu? Là chị này này. Chị Phương. Thầy tí nó Phương, chị Phương cái gì ai? Ông sợ mày quá, cái con này thì biết áo áo phủ rồi nữa. Cái đầu đi ông nội. Cái đầu đi đầu ông nội đây, cái đầu đi. Ê, ông Sam, dép nó ông Sam. Dép xịn, dép xịn, dép xịn, dép xịn. Trời ơi, đánh quá. Dép nữa. Chị Phương ơi. Con này đủ con đó. Mặc cái áo vô. Qua đây. Mặc cái áo vô. Phụng sợi quá. Áo cái đẹp luôn. Thôi bỏ dép rồi đi. Thôi đừng chở. Mày lấy chiếc dép này mang đỡ đi. Đẹp đi đi. Thôi tụi mày lấy cho. Lấy tụi mày, lấy tụi mày, lấy tụi mày. Phụng sợi quá. Đủ không mặc áo đi. Đó, mày đủ, mày dây dưới mày. Đâu, đi. Dây dưới trời, đậu không có đâu mà đồ chơi đâu nha. Chị Phương tặng ông mà. Mẹ, tao dép bỏ túi đi. Đậu không có nghe câu mà đó, đi dép. Đi với Phật. Đi nè, ừ. Đi. Nè, mà ông đi. Ê, của nhà ông mang dép luôn á. Vừa với ông luôn á. Ai cho ông đâu. Đậu không chơi với ông xíu thôi gì. Ừ, trả lực á, trả đậu mày. Không có tóc đâu, trả. Tết này ông có hai bộ đồ vest luôn. Hai bộ đồ vest luôn. Có ch
thôi, bán thằng đi. Hai quần. Ông mà sáng ông bà kêu hai bộ luôn á. Ừ. Màu xanh, chịu bằng màu trắng quá đẹp. Ừ. Lấy cái xanh này không bằng. Ờ có cái quần này bất kẹt chứ. Ừ. Thôi nói chung là sáng sớm mình ra mình quất ông xàm phát nhẹ nhẹ nha các bạn. Ê để nữa tôi kêu chị Phượng ra tặng ông quà không theo nữa. Có mày nhắn chị Phượng, tôi có chị Phượng. Mày nhắn hãy chị Phượng, tôi có chị Phượng. Ok nói chung là đem mình cho nhẹ nhẹ không sao các bạn. Đậu phộng có gì quá đáng các bạn không cảm được nha. Miễn ông cho ông tức là bên em mình vui vẻ đậu phộng. Thôi thì mình bye bye các bạn luôn nha. Bye bye. Hay lắm, hay lắm. Cảm ơn chị Phượng nhiều lắm nha. Cảm ơn chị Phượng nhiều lắm. Bye bye.